Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại Chấm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Tiểu sử Lâm Vũ Thân. Lâm Vũ Thân sinh ngày 23 tháng 10 năm 1980, quê quán tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Lâm Vũ Thân là một diễn viên giỏi, hoạt động song song ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Xuất đạo từ năm 2000, Lâm Vũ Thân đã tham gia khá nhiều các bộ phim, trong đó phải kể đến như Mùa Kích 9, Trường Kiếm Tương Tư, Tân Ỷ Thiên Đồ Đăng Ký, Không Dám Nói Yêu Em, Kiến Đảng Vĩ Nghiệp. Đặc biệt với bộ phim truyền hình mới lên sóng năm 2019, Tân Ỷ Thiên Đồ Đăng Ký. Cái tên Lâm Vũ Thân gần như đã phủ sóng khắp mọi nơi, được nhiều khán giả trẻ biết đến và yêu thích. Trong phim, Lâm Vũ Thân vào vai Dương Tiêu, đẹp trai thần thái, khí chất có chút bí ẩn, tà mị nhưng cũng đầy thâm tình và nghĩa khí. Ngoài ra, Dương Tiêu năm 2019 được khán giả bình chọn là Dương Tiêu đẹp trai nhất trong tất cả các phiên bản Ỷ Thiên Đồ Đăng Ký trước giờ đã được trình chiếu. Lâm Vũ Thân tuy là diễn viên tay ngang, không được đào tạo chuyên nghiệp từ đầu, nhưng bù lại lại có năng khiếu, cộng với sự chăm chỉ trau dồi diễn xuất. Lên tuy thành công đến hơi muộn, nhưng vẫn là sự đền đáp xứng đáng cho sự nỗ lực của anh. Nhìn những bước đi chậm và chắc của Lâm Vũ Thân, ít ai biết Lâm Vũ Thân lại là con nhà lòi nghệ thuật. Mẹ Lâm Vũ Thân là nhà sản xuất phim, biên kịch nổi tiếng Lý Tiểu Uyển. Mẹ nuôi Lâm Vũ Thân là đạo diễn nổi tiếng Lý Thiếu Hồng, đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng như Mùa Quýt 9, Đại Minh Cung Từ, Tân Hồng Lâu Mộng. Năm 2009, Lâm Vũ Thân bí mật kết hôn cùng vợ, cũng là một nhà sản xuất phim, đạo diễn Dương Vũ Thần. Đến hiện tại, gia đình Lâm Vũ Thân vẫn vô cùng hạnh phúc cùng với cậu con trai Lâm Kỳ Lặc. Các bộ phim tham gia: 2000 Mùa Quýt 9, 2003 Người Môi Giới Nhà, 2004 Em Mỉm Cười Anh Đang Khóc, 2005 Thiên Địa Chân Tình, 2007 Trở Về, 2008 Đi Tìm Bạn Gái, 2009 Thời Đại Tươi Đẹp Của Người Vợ, 2010 Mẹ Chồng Tới Rồi, 2012 Canh Gác Bầu Trời, 2013 Tay Trái Tay Phải Của Tôi, 2014 Trạm Thanh Xuân, 2015 Hợp Đồng Tình Yêu, 2016 Người Cộng Sự Thân Mật, 2017 Giang Thành Cảnh Sự, 2018 Nếu Paris Không Vui Vẻ, 2019 Ỷ Thiên Đồ Đăng Ký, 2020 Yêu Em Từ Dạ Dày. Vừa rồi là thông tin và tiểu sử của Lâm Vũ Thân. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.